À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau bước sang một học kỳ mới, đó là học kỳ 2 trong chương trình lớp 4. Mở đầu cho học kỳ 2 chương trình sách giáo khoa toán lớp 4 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thì chúng ta đến với chương 3, các phép tính với số tự nhiên. Ở chương 3 thì chúng ta sẽ được ôn tập lại hay là học những kiến thức mới về phép tính cộng, phép tính trừ, phép tính nhân và phép tính chia, và những dạng toán liên quan tới phép tính đó. Và mở đầu với chủ đề 3 thì chúng ta đến với bài 40 là học về phép cộng các số tự nhiên. Vậy trong bài phép cộng các số tự nhiên có những dạng toán nào hay là cách cộng các con số như thế nào? Thì sau đây cô và các bạn cùng nhau đến với phần khám phá của bài số 40. Đầu tiên các bạn quan sát cho cô bức tranh. Bức tranh có xuất hiện 3 bạn nhỏ cùng với những câu hỏi hay là những câu gợi ý. Bạn Nam hỏi rằng, cả thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An có 156.482 con bò sữa. Tỉnh Sơn La có 26.156 con bò sữa. Bạn nữ mặc áo xanh hỏi rằng, cả 3 địa phương này có bao nhiêu con bò sữa? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta nhận thấy rằng bạn nữ đang hỏi về tổng số con bò sữa của thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và tỉnh Sơn La, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng phép tính cộng và chúng ta sẽ lấy số con bò sữa của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An cộng với số con bò sữa của tỉnh Sơn La thì sẽ được phép tính là 156.482 cộng 26.156. Vậy cộng hai số này như thế nào? À, thì chúng ta nhớ cho cô rằng khi mà đặt tính rồi tính thì chúng ta sẽ cộng từng hàng với nhau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị, sau đó đến hàng chục, hàng trăm, rồi hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng cho cô hàng đơn vị đầu tiên. Hàng đơn vị, chúng ta sẽ lấy 2 cộng 6 bằng 8, chúng ta viết 8. Tiếp tục đến với hàng chục. Hàng chục thì chúng ta có là 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1. Nhớ cho cô, viết 3 nhớ 1. Tiếp theo đến hàng trăm, chúng ta có là 4 cộng 1 bằng 5. Nhớ 1 ở hàng chục bằng 6 nên chúng ta sẽ viết 6. Tiếp tục đến với hàng nghìn. Hàng nghìn, 6 cộng 6 thì bằng 12. Chúng ta viết 2, nhớ 1. Nhớ 1 này thì chúng ta tiếp tục cộng với hàng chục nghìn, đúng không ạ? 5 cộng 2 bằng 7. 7 nhớ 1 bằng 8. Chúng ta sẽ viết 8. Và tiếp tục số 1 ở hàng trăm nghìn. Ở hàng trăm nghìn này thì chúng ta thấy có xuất hiện số 1 và số 0. Thì chúng ta có rằng 1 cộng 0 bằng 1, hoặc chúng ta có thể viết là hạ 1. Vì vậy, phép tính 156.482 cộng 26.156 sẽ bằng 182.638. Cô sẽ thực hiện lại phép tính cho các bạn. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, viết 6. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, nhớ 1 bằng 8, hạ 1. Vì vậy ta có đáp án 182.638. Đối với phần này thì là phần đơn giản. Các bạn chỉ cần nhớ cho cô này, khi đặt tính rồi tính thì các bạn sẽ tính cho cô từng hàng một. Đầu tiên sẽ là hàng đơn vị, tiếp theo đến hàng chục, hàng trăm, rồi đến hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn, đúng không ạ? Nhớ cho cô,
Nếu mà phép tính đó có nhớ thì phải cộng với hàng tiếp đó. Ví dụ như 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1 thì cái phần 1 đấy các bạn sẽ cộng với hàng trăm ở trước đó, đúng không? Rồi, xong phần khám phá thì chúng ta sẽ đến với phần bài 1, đặt tính rồi tính. Ở đây đề bài sẽ yêu cầu chúng ta tính cho cô 4 phần. Phần A, 822.305 cộng 143.484. Phần B, 723.575 cộng 823.918. Phần C, 6.394.814 cộng 102.043. Và phần D, 29.126.524 cộng 3.319.662. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện cho cô phép tính A. Ở phép tính A thì chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị trước, đúng không? 5 cộng 4 bằng 9, viết 9. 0 cộng 8 bằng 8, viết 8. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. 2 cộng 3 bằng 5, viết 5. 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. Vì vậy, 822.305 cộng 143.484 sẽ bằng 965.789. Và phép tính này là phép tính không có nhớ, đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta sẽ sang đến phần B. 723.575 cộng 823.918. Chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị đầu tiên. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, viết 9. 5 cộng 9 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 3 cộng 3 bằng 6, nhớ 1 bằng 7, viết 7. 2 cộng 2 bằng 4, viết 4. 7 cộng 8 bằng 15, viết 15. Vì vậy, chúng ta thu được kết quả 723.575 cộng 823.918 bằng 1.547.493. Tiếp tục chúng ta đến với phần C. Phần C, 6.394.814 cộng 102.043. Chúng ta cộng 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. 1 cộng 4 bằng 5, viết 5. 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 9 cộng 0 bằng 9, viết 9. 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. Và hạ 6. Vì vậy chúng ta thu được kết quả 6.394.814 cộng 102.043 sẽ được đáp án là 6.496.857. Tiếp tục đến với phần D. 29.126.524 cộng 3.319.662. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 6 cộng 9 bằng 15, nhớ 1 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4. 1 cộng 3 bằng 4, viết 4. Và 9 cộng 3 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 2 hạ 2 thêm 1 bằng 3. Vì vậy, 29.126.524 cộng 3.319.662 sẽ thu được đáp án là 32.400.
46.186. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài 2 là phần tính nhậm. Chúng ta cũng thực hiện 4 phép tính. Phần A 5.000 cộng 6.000 cộng 5.000. Phần B 90.000 cộng 80.000 cộng 20.000. Phần C 4.000 cộng 60.000 cộng 6.000. Và phần D 20.000 cộng 10.000 cộng 80.000 và cộng 90.000. Ở phần này thì chúng ta sẽ dùng tính chất gì của phép cộng để làm bài? À, đó là tính chất kết hợp đúng không ạ? Để tính nhậm được nhanh và đúng thì chúng ta sẽ gói gọn hay là kết hợp cho cô những số nào để tạo thành số chuẩn chục hoặc số chuẩn trăm nghìn, chục nghìn để tính cho dễ. Ví dụ như ở phần A. Ở phần A với phép tính 5.000 cộng 6.000 cộng 5.000 thì chúng ta có thể dễ dàng cộng cho cô là 5.000 cộng 5.000 là ra 10.000. 10.000 cộng 6.000 thì sẽ bằng 16.000, đúng không ạ? Chúng ta thực hiện như sau. Mở ngoặc 5.000 cộng 5.000 đóng ngoặc cộng 6.000. Kết quả bằng 10.000 cộng 6.000 và bằng 16.000. Tương tự đến với phần B. 90.000 cộng 80.000 cộng 20.000 thì sẽ gói số 80.000 cộng 20.000 thành một gói và 90.000 sẽ được cộng riêng. Thì đáp án sẽ là 100.000 cộng với 90.000 được kết quả 190.000. Tiếp đến phần C. 4.000 cộng 60.000 cộng 6.000 thì chúng ta sẽ nhóm 4.000 với 6.000 là một nhóm và cộng với 60.000 ra ngoài thì sẽ được là mở ngoặc 4.000 cộng 6.000 đóng ngoặc cộng 60.000 được kết quả là 10.000 cộng 60.000 thì bằng 70.000. Tiếp tục đến với phần D. 20.000 cộng 10.000 cộng 80.000 và cộng 90.000 thì chúng ta thấy rằng đây là một phép cộng của 4 chữ số. Chúng ta sẽ tạo thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên, nhóm 20.000 với 80.000 là một nhóm và nhóm thứ hai là 10.000 với 90.000 là một nhóm. Chúng ta viết như sau. Mở ngoặc 10.000 cộng 90.000 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 20.000 cộng 80.000 đóng ngoặc sẽ bằng 100.000 cộng 100.000 và kết quả thu được là 200.000. Với bài 2 bài tính nhậm này thì cô có thể đưa cho các bạn phương pháp để làm bài tính bằng cách thuận tiện. Tính bằng cách thuận tiện thì các bạn cũng sử dụng cho cô tính chất kết hợp cộng với tính chất giao hoán của phép cộng. Và để thực hiện bài đó thì chúng ta sẽ đến với bài 1, tính bằng cách thuận tiện. Chúng ta tính bằng 3 phần. Phần A, 350.000 cộng 470.000 cộng 150.000 cộng 30.000. Phần B, 280.000 cộng 640.000 cộng 360.000 cộng 720.000. Và phần C, 590.000 cộng 19.000 cộng 81.000 và cộng 410.000. Ở phần này thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất kết hợp là nhóm hai số hoặc ba số thành một nhóm sao cho thành một số tròn chục nghìn hay là tròn nghìn hoặc là tròn trăm nghìn để chúng ta tính dễ dàng hơn mà không phải sử dụng nháp để đặt phép tính để chúng ta tính, được không ạ? Rồi, chúng ta sử dụng tính chất kết hợp nhóm các số thành số tròn chục nghìn hoặc là trăm nghìn. Chúng ta sẽ thực hiện phần A. Phần A thì chúng ta sẽ nhóm số nào với số nào thành một nhóm? À, chúng ta sẽ nhóm số 350.000 cộng với 150.000 thành một nhóm, đúng không ạ? Và nhóm thứ hai sẽ là 470.000 cộng với 30.000 thành một nhóm. Thực hiện như sau. Mở ngoặc 350.000 cộng 150.000 đóng ngoặc cộng tiếp tục mở ngoặc 470.000 cộng 30.000 đóng ngoặc. Thu được kết quả là 500.000 cộng 500.000 và được kết quả là 1 triệu. Vì vậy, đáp án của phần A đó là 1 triệu. Tiếp tục đến với phần B.
280.000 cộng 640.000 cộng 360.000 và cộng với 720.000 thì chúng ta nhận thấy rằng chúng ta có thể nhóm 280.000 cộng 720.000 thành một nhóm và 640.000 cộng 360.000 thành một nhóm. Trình bày như sau: mở ngoặc 280.000 cộng 720.000 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 640.000 cộng 360.000 đóng ngoặc. Kết quả thu được là 1 triệu cộng 1 triệu và đáp án bằng 2 triệu. Vì vậy đáp án phần B sẽ được kết quả là 2 triệu. Tiếp tục chúng ta đến với phần C. Phần C: 590.000 cộng 19.000 cộng 81.000 và cộng 410.000. Ở phần này thì chúng ta cũng nhóm thành hai nhóm. Đó là 590.000 cộng với 81.000 thành một nhóm, đúng không ạ? Hay là 590.000 cộng với 410.000 thành một nhóm, còn 19.000 cộng với 81.000 thành một nhóm. Và chúng ta thực hiện như sau: mở ngoặc 590.000 cộng 410.000 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 19.000 cộng 81.000 đóng ngoặc. Đáp án 1 triệu cộng 100.000 thì sẽ bằng 1.100.000. Vì vậy kết quả của phần C sẽ là 1.100.000. Rồi, chúng ta sẽ sang cho cô bài số 2. Bài số 2 đó là bài tìm số. Tìm số ở đây thì sẽ là tìm dấu hỏi chấm. Vậy các bạn hãy xác định cho cô dấu hỏi chấm đang đứng ở vị trí nào trong phép tính. Đối với phần A nào. Phần A, hỏi chấm trừ 4.800.000 bằng 5 triệu. Phần B, hỏi chấm trừ 700.000 bằng 7.300.000. Vậy dấu hỏi chấm ở đây thì đang đứng ở vị trí nào? À, chúng ta có thể quan sát rằng dấu hỏi chấm ở đây đang đứng ở vị trí là số bị trừ, còn số 4.800.000 và số 700.000 thì đang đứng ở vị trí là số trừ, và 5 triệu với 7.300.000 thì đang đứng ở vị trí là hiệu. Vậy muốn tìm số bị trừ thì chúng ta có phép tính gì? À, đúng rồi, muốn tìm số bị trừ thì ta sẽ lấy hiệu cộng với số trừ. Và để thực hiện như thế thì chúng ta hãy lấy cho cô hiệu ở đây là 5 triệu cộng với số trừ là 4.800.000, hay là 7.300.000 sẽ cộng với 700.000. Đến với phần A nào. Thì ta có 5 triệu cộng 4.800.000 thì kết quả sẽ bằng 9.800.000. Vậy dấu hỏi chấm ở đây thì chúng ta sẽ điền được số là 9.800.000. Còn đối với phần B thì chúng ta sẽ có 7.300.000 cộng với 700.000. Kết quả thu được là 8 triệu. Và vậy số cần điền ở đây sẽ là 8 triệu. Nhớ cho cô, muốn tìm số bị trừ thì chúng ta lấy hiệu cộng với số trừ. Còn muốn tìm số trừ thì chúng ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi hiệu, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục đến với bài 3. Bài 3 là một bài toán giải của lời văn. Trong một năm, trang trại sữa xanh đã dùng 240.000 tấn rơm. Trang trại sữa hồng dùng nhiều hơn trang trại sữa xanh là 12.000 tấn. Hỏi trong một năm, cả hai trang trại dùng hết bao nhiêu tấn rơm? À, chúng ta có thể thấy rằng đề bài cho chúng ta biết sữa xanh đã dùng 240.000 tấn rơm, còn sữa hồng dùng nhiều hơn sữa xanh là 12.000 tấn rơm. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm gì? Yêu cầu chúng ta tìm là số tấn rơm mà cả hai trang trại đã dùng trong một năm, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cần tóm tắt cho cô đề bài. Đề bài, sữa xanh thì dùng 240.000 tấn rơm, sữa hồng thì dùng nhiều hơn 12.000 tấn rơm. Vậy thì để trả lời yêu cầu của đề bài bài toán thì chúng ta cần phải tính cái gì đầu tiên?
chúng ta mới biết được trang trại sữa xanh dùng cụ thể là từng cây tấm rơm. Vậy thì chúng ta biết được trang trại sữa hồng dùng được bao nhiêu tấm rơm chưa? Chưa đúng không ạ? Chúng ta mới chỉ biết rằng là dùng nhiều hơn sữa xanh thôi. Vì vậy, cái từ nhiều hơn này, chúng ta phải sử dụng phép tính cộng để tìm ra số tấn rơm mà trang trại sữa hồng đã được dùng. Rồi, đây chính là phương pháp giải của cô. Đầu tiên, chúng ta sẽ tính số tấn rơm của trang trại sữa hồng. Và sau đó chúng ta sẽ tính tổng số tấn rơm của hai trang trại sữa hồng và trang trại sữa xanh. Thì đầu tiên, chúng ta tính cho cô này. Trang trại sữa hồng đã dùng hết số tấn rơm là, chúng ta lấy số tấn rơm của trang trại sữa xanh là 240.000 cộng với số tấn rơm mà sử dụng nhiều hơn, đó là 12.000, thì được đáp án là 252.000 đơn vị là tấn rơm. Tiếp tục, trong một năm, cả hai trang trại đã dùng hết số tấn rơm là, chúng ta sẽ sử dụng số tấn rơm của trang trại sữa xanh cộng với số tấn rơm của trang trại sữa hồng. 240.000 cộng 252.000, kết quả được là 492.000 đơn vị là tấn rơm. Vì vậy chúng ta sẽ đáp số thu được 492.000 tấn rơm là số tấn rơm mà cả hai trang trại đã dùng được trong vòng 1 năm. Các bạn hiểu đề bài hay là hiểu cách làm bài số 3 chưa ạ? Đây là bài cực kỳ đơn giản ở mức bình thường, nên cô hy vọng rằng các bạn sẽ làm được bài toán này đúng mà không bị sai. Tiếp tục chúng ta đến với phần thử thách nào. Khi nghe thông báo về số lượng bò sữa ở Hà Nội, Lâm Đồng và Thanh Hóa, bạn Tiến chỉ kịp viết được số liệu như sau: 24.410 con, 15.443 con và 11.765 con. Đề bài yêu cầu chúng ta là em hãy giúp bạn Tiến xác định số bò sữa của mỗi tỉnh thành trên, biết rằng tổng số bò sữa của Hà Nội và Lâm Đồng là 39.853 con và tổng số bò sữa của Lâm Đồng và Thanh Hóa là 36.175 con. Để giúp bạn Tiến xác định được số bò sữa của từng nơi một thì chúng ta sẽ thử cho cô từng cặp một đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy từng cặp số cộng với nhau xem nó sẽ ra tổng là bao nhiêu, có trùng khớp với tổng của những nơi này không thì chúng ta sẽ tìm được đáp án. Đây, chúng ta có phần tóm tắt là số bò sữa của Hà Nội và Lâm Đồng là 39.853 con, còn bò sữa của Lâm Đồng và Thanh Hóa là 36.175 con. Chúng ta thấy rằng hai tổng này đều chung bò sữa của tỉnh Lâm Đồng đúng không ạ? Vì vậy, khi mà chúng ta thử phép tính ấy, chúng ta thấy rằng số nào xuất hiện hai lần thì đó chính là số bò sữa của tỉnh Lâm Đồng, còn lại thì sẽ là số bò sữa của tỉnh Hà Nội hay là số bò sữa của thành phố Hà Nội và của tỉnh Thanh Hóa. Rồi, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi làm phần thử thách này. Chúng ta sẽ thử cho cô tổng của hai số 24.410 cộng 15.443 thì cô thu được đáp án là 39.853 con. Tổng hai số 15.443 con cộng 11.765 con thì được đáp án là 27.208 con. Và tổng của hai cặp số 24.410 cộng 11.765 thì cô thu được đáp án là 36.175 con. Chúng ta nhận thấy rằng cái tổng số 39.853 con thì đang ở phần bò sữa của Hà Nội và Lâm Đồng, thì chúng ta có thể thấy rằng trong hai số này sẽ là một số là số con bò sữa của thành phố Hà Nội, một số là số con bò sữa của tỉnh Lâm Đồng đúng không ạ? Và hơn nữa, chúng ta lại nhận thấy cặp số cuối cùng là cặp số thứ 3 đang chỉ số tổng của bò sữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Thanh Hóa. Và như vậy thì chúng ta nhận thấy
số 24.410 là một số chung. Vì vậy, cái số đó sẽ là số bò sữa của tỉnh Lâm Đồng. Và còn lại 15.443 sẽ là số bò sữa của thành phố Hà Nội. Và 11.765 sẽ là số bò sữa của tỉnh Thanh Hóa. Và như vậy thì chúng ta có thể đáp án được rằng Lâm Đồng là 24.410 con, Hà Nội là 15.443 con và Thanh Hóa là 11.765 con. Và như vậy, cô và các bạn đã cùng nhau đi giải quyết bài số 40 trong phần phép cộng các số tự nhiên. Ở phần này thì chúng ta hãy nhớ cho cô phần đặc tính giới tính. Chúng ta nhớ là thực hiện theo từng hàng một, đơn vị, chục, trăm, nghìn, tiếp đó là chục nghìn và trăm nghìn. Và nhớ cho cô phép tính có nhớ, phép tính không có nhớ và cách thực hiện hay là cách giải bài toán có lời văn. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi bài giảng của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.